안녕하세요. 저는 민상입니다. 저는 베트남 사람입니다. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đó là cái món thịt luộc theo kiểu của Hàn Quốc. Ở đây thì mình có 400g thịt ba chỉ nè, nấm đông cô, hành ba rô, 4 lá bay leaf, 2 lát gừng, 5 tép tỏi, nửa trái ớt sừng, nửa quả táo. Cái phần gia vị nêm á, thì mình gồm có nửa muỗng muối, nửa muỗng hạt nêm, 2 muỗng rượu, 1 muỗng tương đậu và nửa muỗng đường nâu. Phần gia vị này để xíu nữa nêm vào trong canh để nêm vào trong cái nước ha. Nước để mà luộc cái phần thịt này. Mình sẽ cho vào đây là 800ml nước. Nhớ là đừng đổ quá nhiều nước bởi vì nó sẽ làm cho cái phần thịt của mình nó không có màu đẹp, cũng như là gia vị nó sẽ cái không có đậm đà được. Sau khi mà cho nước vào thì mình cho luôn cái phần gia vị lúc nãy vào. Nhớ là phải đảo đều lên bởi vì có cái tương đậu nó khá là dính. Nếu không đảo, không có khuấy lên thì nó sẽ bị dán lộn dính. Nói nhanh quá. Thật sự là nói nhanh quá cho nên là nên bị liệu. Đợi cho cái nước sôi thì mình cho thịt vào nè. Bây giờ thì cho thịt và các nguyên liệu còn lại vào luôn. Tất cả các nguyên liệu đi kèm thì nó đều có một cái ý nghĩa rất là quan trọng luôn. Và còn có một nguyên liệu rất là bí mật nữa. Cái nguyên liệu này rất là quan trọng đối với cái món thịt luộc này, nhưng mà rất là ít người chỉ cho các bạn biết. Đó chính là nước 7-Up. Mọi người có thể sử dụng nước Sprite và 7-Up đều được. Nó giúp cho cái miếng thịt của mình nó nhanh chín và tăng thêm độ ngon của cái miếng thịt này rất là nhiều. Nếu như là mọi người mà là fan chính hiệu của xứ sở Hàn Quốc á, thì bạn sẽ dễ dàng gặp được trong các cảnh phim hay là các show truyền hình thực tế thì sẽ thường xuyên xuất hiện những cái món thịt heo luộc và thường ăn kèm cùng với salad, nước chấm, sâm giang. Thịt heo luộc hay là có tên gọi khác là bosam là một món ăn vô cùng phổ biến tại Hàn Quốc bởi vì cái cách thực hiện của nó cũng khá là đơn giản, nhưng thành phẩm lại là một món ăn vô cùng thơm ngon. Mọi người có biết là các món của Hàn rất là đơn giản để nấu, nhưng mà kiểu là gia vị của nó đối với mình để mà kiếm ở tại Việt Nam cũng hơi là khó. Ngoài ra thì thời gian làm cái món các món ăn cũng khá là lâu nữa. Đây, phần thịt mình luộc thì nó cũng đã chín rồi. Mình sẽ vớt ra cho mọi người xem nha. Đây là cái phần thịt mình đã luộc chín và cái màu sắc của nó sau khoảng 40 phút. Đây, nó có cái màu rất là đẹp, ngã vàng nè. Và cũng có một cái mùi thơm rất là dậy mùi. Cái nước canh mọi người có thể dùng để làm canh luôn nha. Nếu như hơi mặn thì có thể thêm vào một ít nước, thêm một ít rau củ như là cà rốt, khoai tây hay là hành tây, rồi làm thành một món canh. Ở bên Hàn thì hay làm như vậy, nhưng mà tại vì miếng thịt của mình hơi nhiều mỡ cho nên là mình cũng hạn chế đối với cái nước canh này. Thịt thì mình sẽ cắt thành những cái miếng vừa ăn. Chắc là mình không biết lựa thịt hay sao á, mới dù là mình thấy cái miếng ba chỉ này cũng khá là nhiều nạc rồi, nhưng mà có vẻ như là phần mỡ nó cũng chiếm khá là nhiều, ăn cũng khá là nhanh ngấy. Thịt này thì mình thấy chồng mình làm một lần 4 miếng luôn, chứ không phải là một miếng như mình luôn á. Ông ăn một lát là 400g này chẳng nhầm nhò gì với đại ca của nhà mình luôn. Bây giờ ngày nào mình cũng nói món Hàn cho nên là cũng khá là tự tin vào tay nghề của chính mình. Và chồng, một khi mà chồng mình đã khen cái món này ngon thì mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Bởi vì càng ngày mình càng lên tay á. Lúc trước nấu món thì đồ ăn của mình không có lên tay nghề được và cũng rất là khó khăn để mà nấu từng món. Bởi vì mình không có hiểu biết về các nguyên liệu hoặc là gia vị, cũng như là cái cách văn hóa trong nấu nướng. Nhưng mà bây giờ thì mình cũng đã dần dần biết được rồi. Cho nên là cũng cảm ơn chính bản thân mình trong thời gian qua đã luôn nỗ lực và không hề nản lòng về các món ăn. Bây giờ thành phẩm đã hoàn thành rồi. Mình sẽ làm một miếng thử cho mọi người xem nha. Một miếng salad nè, một miếng lá mè. Mình thì có một khoảng thời gian rất là nghiện lá mè luôn á, và bây giờ thì đỡ hơn rồi. Mình sẽ cho cơm vào trong rau nè, rồi tới một miếng thịt. Tiếp theo là các banh chan như là kim chi. Cái món ăn này phải ăn kèm với củ cải muối sỏi á, muối sổi thì sẽ ăn rất là ngon theo kiểu của Hàn. Nhưng mà mình thì khoái kim chi hơn, cho nên là mình sẽ ăn kim chi. Mình thấy mọi người thấy món banh chan của mình làm không? Tất cả các món không? Nhìn rất là nhiều đúng không? Nhưng mà cái đó là cái văn hóa ăn uống á. Mấy cái món này còn bỏ trong tủ lạnh sử dụng
5 đến 7 ngày không á mọi người, chứ không phải là cái món ăn kiểu Việt Nam mình là mỗi ngày ăn đâu. Kiểu của mình mỗi ngày ăn nhìn thấy mới đã đúng không, cứ trong tủ lạnh lôi ra ăn, ăn nó lành lạnh á cũng chưa quen được mọi người ạ. Bây giờ là một cuốn bự như thế này mình ăn cho mọi người nghe nha. Rồi sau khi mà xem hết cái đoạn này thì cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này của mình nhé. À, nhớ khi cho SEO mà xích cái tư SEO. Đây, cái nước sốt này sẽ rất là chuẩn vị khi mà chấm với cái món thịt luộc này nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.